chấn động chưa từng có về vận mệnh cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong 5 năm tới, từ năm 58 đến 62 tuổi. Nắm được thiên cơ, hiểu được mệnh trời, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, về già an nhàn, giàu sang viên mãn. Hỏi trong kiếp sống làm người, ai không nếm đủ khóc cười thế gian, lại ai số kiếp lầm than, hay ai phận bạc trái ngang nặng lòng, lại ai chưa nổi long đong, hay ai khốn khổ lưng cong gánh sầu. Cuộc đời là những chuyến tàu, người là thuyền trưởng đương đầu bão giông, biển đời rộng lớn mênh mông, buông tay ngã lái thì không đến bờ, cuộc đời vốn rối như tơ, làm sao khéo gỡ không vơ lụy sầu. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 thân mến, nhiều người than phiền với tôi rằng họ số khổ từ nhỏ đến giờ không để đâu cho hết, sinh sống ở đáy xã hội, chưa kịp làm gì đã phải gánh cả đống nợ, trả mãi không hết, đã vậy ra xã hội còn bị lừa gạt, bóc lột, hãm hại, gia đình bần hàn, cãi vã ly tán, con cái thì sa ngã hư hỏng. Nhìn bạn bè trang lứa, người ta vẫn gặp nhiều may mắn, ăn nên làm ra, cuộc sống hòa thuận, mà mình quá nửa cuộc đời vẫn long đong lận đận, lại lấy tuổi hồ xót xa trong lòng. Nhưng cô bác có biết không, người xưa có câu, sông có khúc người có lúc. Giới tử vi hé lộ, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi biết được ba cơ hội cải mệnh này, thì trong 5 năm tới sẽ lội ngược dòng số phận, phất lên ngôi cao trước cả, sung sướng như tiên cả họ được nhờ, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép mình phải lóa mắt ghen tị. Vậy, ba thiên cơ đổi vận đó là gì? Tương lai người tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới sẽ biến động ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, Đinh Mùi được ông tử vi độ mạng như sau. Đinh Mùi tuổi nhỏ khó nuôi, thiên hà nước chảy giỏ hoài như mưa, thu đông sinh đặng mới vừa, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, xuân hạ lỗi xấu chẳng vừa, gian nan lắm độ hiểm nguy lắm lần, số mạng tưởng đã quy tiên, nhiều lúc nguy hiểm đảo điên gặp hoài, số người phải chịu chân chuyên, tuổi trẻ cực nhọc tuổi già hiền vinh, tiền bạc như thể chiêm bao, nhiều lúc làm khá tốn hao chẳng còn. Lắm khi trách trộm buồn thầm, người sau cùng tuổi họ cầm bạc muôn. Chắc hẳn nhiều cô bác Đinh Mùi sinh năm 1957 đang cật lực làm việc, có người đã tích lũy được chút của cải, mua nhà sắm xe, của cải đuổi huề. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều cô bác than phiền với Minh Đường Tử Vi rằng làm thì vất vả như trâu như ngựa, mà tiền đâu chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất, không biết bao giờ mới hết khổ. Có cô bác lại bảo rằng mấy chục năm khổ sở lo cho con, cho cái, nhưng khổ vẫn hoàn khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một chai nước, thế nhưng nghèo khổ quá đủ rồi. Tử vi hé lộ, tuổi Đinh Mùi biết được ba cơ hội đổi đời giàu sang được tiết lộ ngày hôm nay sẽ đổi vận phát tài, giàu nhanh chóng mặt. Cô bác có biết không, ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống, có những cô bác tuổi Đinh Mùi bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Nay cô bác Đinh Mùi, cô bác có đang sống cuộc sống như thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Cô bác có biết không, còn rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của Đinh Mùi, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ, tùy duyên. Đinh Mùi trân trọng những cái đang có, vun vén và chăm sóc vẹn toàn, nhưng nếu mất mát điều gì thì họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ. Đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ, thế nhưng tính cách của họ khá mạnh mẽ. Thiếu suy tính sâu xa, thiếu lý trí, dẫn dắt này của Đinh Mùi sẽ khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, mà đường vòng thì quanh co lại dõi theo. Thành tựu thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa, thỏa mãn cho vạn sự mà Đinh Mùi đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã, như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát. Cái đã của Đinh Mùi chính là việc trong thời điểm nào họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể chẳng rút ra được bài học gì từ quá khứ đã trải. Nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại, vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi hoàn mỹ cho những gì Đinh Mùi đang chảy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy, nên gọi một Đinh Mùi thất bại, đó là cách bạn nghĩ. Thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân, họ hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, vạn truyền trong đời, lo toan tính toán nhiều mà làm gì, căn bản tiên quyết là phải thỏa cho cái sự tự do, phải giải tỏa cho cái sự ngang tàn của nhân thế. Tuy nhiên, với sự vận hành ảnh hưởng của trời đất, chính xung với năm Đinh Mùi có một năm vất vả hơn nhiều so với những gì họ toan tính, khi họ muốn làm thì lại không thành công, thứ họ có được thì không nằm trong tính toán, giang dở, dở dang,
Thành tựu vẫn có nhưng nó là cái nửa vời. Có chăng thành công lớn nhất của Đinh Mùi là cuối cùng bản mệnh lang thang cũng đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì và mình dám làm gì để thành tựu thăng hoa. Nó cũng là 57 năm Đinh Mùi tả tơi, đi càng nhiều thì vết chân càng lắm, vết chân càng lắm thì lỗi lầm càng khó tránh khỏi, cũng là lúc tiểu nhân lợi dụng, bè lũ thù ghét, chỉ để hớn hở lao vô cuộc đời của Đinh Mùi với sự thẳng tính mà họ có. Dù có trực giác tốt về những thăng trầm của Yên Tâm, họ cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt. Tuy nhiên, từ trong 5 năm tới sẽ đến với Đinh Mùi cùng muôn vàn hứa hẹn, chiều chiều khả năng đây là con đường bắt đầu lại sau. Suốt những năm qua nỗ lực vẫn có, nhưng thời thế khó xuôi, nên tự thành ít đòi, tiền tài thì động ít, mà hư hao trái phải thì lại nhiều. Nó như kiểu là bị gặm nhấm cắn đông một tí, cắn tê một tẹo, cuối cùng để lại một Đinh Mùi với hai bàn tay không hẳn là trắng, nhưng cũng chẳng có được nhiều phần. Từ đầu năm 2023 đến giờ, nhiều Đinh Mùi dính đến những thị phi, những điều tiếng, những đi đợt cổ hành của những người bên cạnh hoặc những người xa lạ chỉ rình rập chờ thời cho một vụ ảnh hưởng dài lâu. Có 30% là do bản thân hành vi chưa được chuẩn mực, 70% còn lại là do bản mệnh Đinh Mùi thu hút những kẻ thù tiềm tàng ẩn náu. Nhiều khi cái họa do người lại không đáng sợ, họa do trời đầy mới đáng lo. Nên tập tĩnh từ từ thì Đinh Mùi cũng đi được đến hết năm. Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy cả năm qua chầy chật. Và thậm chí ở thời điểm Đinh Mùi đang nghe những lời nói này, dù đã sắp đi hết chặng đường của năm nay, họ cũng đang mông lung, chán nản một chút gì đấy cho những vần say mỏi mệt trên đường đời. Đinh Mùi của tương lai, từ đầu năm đến nay Đinh Mùi gặp khá nhiều rắc rối. Nó bao gồm cả những thị phi rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp, cho đến những vấn đề về sức khỏe, suy tư, đau đầu, rối trí. Và phải đến tận thời điểm này, những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới Đinh Mùi. Để từ nay trở đi, bản mệnh sẽ gặt hái những thành quả sau bao nỗ lực vất vả. Một số ít Đinh Mùi may mắn hơn, khi thời vận không thuận trong thời gian khá dài, họ lại đạt được sự trọn vẹn trong chuyện tiền bạc, mỹ hảo yên bề, đổi lấy bước đệm cho những thời điểm tương lai, nhưng chỉ là số ít. Về nam mạng, tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, từ lúc nhỏ không bao giờ được thành thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao, càng nhiều lo nghĩ không lúc nào bằng. Bởi vậy, số Đinh Mùi chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Vào trung vận và hậu vận cuộc sống hưởng được an nhàn, số phú quý, con cái giàu sang, nhờ có phúc đức, sống hưởng thọ trung bình từ 67 đến 80 tuổi, nếu làm phúc đức thì hưởng thêm niên kỷ. Về nữ mạng, xem tử vi thấy rằng phụ nữ Đinh Mùi xinh đẹp, tài giỏi, hiểu biết cuộc sống, tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nữ Đinh Mùi sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Người Đinh Mùi nữ mạng thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc anh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Người tuổi Đinh Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, rất khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Đinh Mùi thường rất được mọi người yêu mến sự từ tốn và tính cách hiền dịu của mình. Người tuổi Đinh Mùi nữ mạng có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang. Đây là những người sống nội tâm, khép kín. Họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ, là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ cũng ít khi phê bình người khác, không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời họ cũng là người chu đáo. Họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Tổng kết, nữ tuổi Đinh Mùi trong cuộc sống có nhiều điều suy nghĩ, tâm trí vất vả. Sau khi kết hôn vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt, nữ tuổi Đinh Mùi hưởng thọ từ 70 đến 82 tuổi. Nếu ăn ở phúc đức, tu tâm dưỡng tính thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Cùng nhìn lại diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, nhiều kết quả tốt đẹp về tình cảm cũng như về cuộc sống. Năm 21 và 22 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề nghề nghiệp lẫn công danh. Năm 23 và 24 tuổi, đầy đủ sự tốt đẹp và có nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống. Năm 25 tuổi, nhiều hay đẹp, từ 26 đến 30 tuổi. Năm 26 tuổi, nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc cũng như về việc làm ăn. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về tài lộc,
cũng như về công danh và sự nghiệp. Năm 29 và 30 tuổi, có nhiều hay đẹp về tài lộc và tình cảm, nên cẩn thận việc làm ăn thì có nhiều tốt đẹp. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 đến 32 tuổi, hai năm này bạn có phần phát đạt về tài lộc và cuộc đời. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này không được tốt đẹp lắm. Số bạn trong khoảng thời gian này không được nhiều may mắn cho lắm, để phòng bệnh tật hay có hao tài. Năm 35 tuổi, năm này kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc, coi chừng bị lừa gạt. Từ 36 đến 40 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều tốt đẹp, nhưng vào khoảng 37 tuổi, kỵ đi xa hay làm ăn lớn có hại. Ngoài ra những năm khác thì bình thường, việc làm ăn có phần sung túc, tài lộc phát triển mạnh. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, khá tốt, năm này việc làm ăn có phần phát đạt về tài lộc, cũng như về cuộc sống. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này khá tốt, việc làm ăn có thể tiến được nhiều khả quan. Năm 44 và 45 tuổi, nhiều hay đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời, những năm này bạn gặp được nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp, cũng như về công danh. Từ 46 đến 50 tuổi, số bạn có nhiều may mắn trong khoảng thời gian này, nên cẩn thận về bản mạng tiền bạc đầy đủ, con cái trong những năm này có đức làm nên danh phận. Từ 51 đến 57 tuổi, khoảng thời gian này vẫn gặp được nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp, cũng như về công danh. Tuy nhiên nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc, trong những năm này có thể bạn sẽ bị hao tài bất ngờ. Tiếp theo là vận trình tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới. Về phương diện sự nghiệp, trong 5 năm tới, con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi dần bước vào ổn định. Chỉ cần bản mệnh tiếp tục làm việc chăm chỉ theo con đường đã chọn, thì vẫn có khả năng được cải thiện, có thể quá trình sẽ gặp chút gian nan. Nhưng may mắn là có quý nhân phù trợ, do đó bạn cũng đừng quá lo lắng. Trong quá trình làm việc, tuổi này chỉ cần chuyên tâm vào công việc và đừng để bản thân bị chi phối bởi những lời nói của người khác. Những người tuổi Đinh Mùi thường rất siêng năng trong công việc do thiếu tự tin và đôi khi quá nhạy cảm. Đây chính là một trong những điểm yếu cần khắc phục. Tính chủ phải nhìn nhận lại bản thân và tích cực sửa đổi. Tin rằng ngay cả những Đinh Mùi ở tuổi trung niên cũng sẽ làm ăn thành công phát đạt. Bước sang tuổi 58, hứa hẹn con giáp tuổi Đinh Mùi sẽ rất bận rộn với vô khối công việc và không nhiều niềm vui, sự thoải mái. Tuy nhiên hãy yên tâm rằng bạn có thể hoàn tất chúng và sau đó có được những khoảnh khắc thư giãn. Điều này không phụ thuộc vào may mắn của bạn mà phụ thuộc vào những nỗ lực của bạn đấy. Luôn chủ động trong mọi việc, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn mọi người. Bạn chứ không phải ai khác chính là người tự tay chọn các nhiệm vụ mà mình cần giải quyết, những người mà bạn cần tương tác. Đây cũng là thời điểm mà bạn dễ dàng tìm thấy sự tương thích, hài hòa trong mọi vấn đề. Sức mạnh tinh thần của bạn đạt ở đỉnh cao. Vậy thì hãy sẵn sàng để chia sẻ những ý kiến, quan điểm của bạn nếu đó là thích hợp, bởi vì những gì bạn nói luôn luôn đáng để được lắng nghe và tôn trọng. Đây cũng là thời gian ghi điểm trong môi trường công sở hoặc tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp. Bạn sẽ trở thành nhân vật được quan tâm nhờ chính thể hiện của mình. Sự linh hoạt chính là chìa khóa giúp bạn tỏa sáng ở giai đoạn này đấy. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, người tuổi Đinh Mùi không gặp khó khăn lắm về kinh tế, tuy nhiên họ chỉ có thể sống ổn định, đủ ăn, chứ không trở thành những người giàu có bạc tỷ. Với tính cách của mình, nếu người tuổi Đinh Mùi biết chuyên tâm vào công việc, thì cũng có thể tay không phất lên. Hơn nữa, người tuổi Mùi thường có suy nghĩ tinh tế và sự tài hoa hơn người. Nếu biết tận dụng triệt để những thế mạnh này, thì tự khắc sẽ thu được thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, không thể nói cách kiếm tiền của người tuổi Đinh Mùi là ổn định, nên biết rằng khó tránh khỏi những hiểu lầm trong quan hệ giao tiếp. Bởi lẽ người tuổi Đinh Mùi thường dễ tin bạn nên rất hay bị lừa. Quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới sẽ vượng tài lộc. Đa phần bước vào tuổi này đều có của ăn của để. Hơn nữa quyền lực tài chính nằm trong tay vợ nên sẽ không gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, Đinh Mùi trong 5 năm tới có sao may mắn ngọc đường chiếu mạng nên vận may tiền bạc được tăng thêm. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Thêm nữa bạn là người có trái tim nhân hậu, tính cách tốt bụng nên nếu có tiền trong tay sẽ cho người gặp hoạn nạn ngay hoặc bị người khác lừa đầu tư. Vì vậy, tốt hơn là không nên phụ trách tài chính. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi về mặt tài chính, trong 5 năm tới bản mệnh nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập. Trong số đó, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân, chính tài hỗ trợ cho người tuổi Đinh Mùi tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân, nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm. Họ có thể cho bạn những chỉ dẫn quý giá vào lúc bạn đang có nhiều phân vân rối trí. Trong khi nhiều người gặp khó khăn, nhưng không ít người tuổi này vẫn no đủ. Vì bạn có kế hoạch tiền bạc dài hạn, một số trở ngại trước mắt không đáng gì. Thậm chí có người còn có được khoản tiền đầu tư khá lớn để bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình trong thời gian này. Có một số cơ hội chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi dành cho những ai tinh ý và có nhiều kinh nghiệm. Nếu con giáp tuổi Đinh Mùi biết chớp lấy thì cơ hội làm giàu có trong tầm tay.
về phương diện sức khỏe. Từ 58 tuổi trở đi, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sẽ bình ổn, bệnh tật giảm nhẹ. Dù có đau ốm cũng chỉ là vấn đề nhỏ xảy ra cũng dễ dàng điều trị. Tuy nhiên, năm 2027 năm Đinh Mùi, năm đương đầu Thái Tuế, do bị sao giữ tử phù chiếu nên tài lộc không tốt khi xuất hành trong năm nay. Vì vậy, nếu chuẩn bị đi du lịch hoặc tham gia các dịp lễ quan trọng, bạn phải chú ý an toàn trong quá trình đi lại, hoặc chọn những ngày phù hợp với mình để đi, hoặc tốt nhất là có thể đi cùng với người thân, bạn bè, để không xảy ra tai nạn cũng như phiền phức cho mình. Đặc biệt, người lái xe cần đặc biệt lưu ý đến an toàn đi lại khi ra đường, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi hoặc trong người có sử dụng rượu bia. Kim khí vượng khiến sức khỏe có lên xuống sùi sụt, nhưng cũng đừng vì thế mà quá lo lắng. Đó là lời cảnh báo để nhắc nhở bạn quan tâm hơn tới cơ thể của mình. Đừng vì quá theo đuổi tham vọng mà quên mất việc dành thời gian cho việc nghỉ ngơi. Tâm trạng của bạn sẽ cân bằng trở lại. Vì bạn dần chuyển sự chú ý của mình đến việc luyện tập để giữ dáng, việc vận động cũng làm cho sức khỏe của bạn nhờ đó mà dần dần được cải thiện. Thời gian này, bản mệnh ưu tiên đồ ăn ấm và mềm. Những đồ ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho dạ dày, nhất là đồ ăn có tính hàn khiến bạn giảm sút sức đề kháng đáng kể đấy. Về phương diện tình cảm, đường tình duyên của tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới ổn định hơn, công việc và tiền bạc năm nay suôn sẻ hơn, gia đình hòa thuận, êm ấm. Có đôi lúc bạn đời sẽ phàn nàn bạn nhàm chán và không biết quan tâm đến người khác, nên dù có ồn ào như vậy cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Đối với Đinh Mùi 1967, điều quan trọng nhất trong thời điểm này là khám phá những điều thú vị trong cuộc sống và chia sẻ nó với một nửa của mình, để dù đến tuổi trung niên, cuộc sống cũng sẽ thật thú vị. Ngay lúc này một nửa của bạn cũng cần nhiều hơn cảm giác an toàn từ bạn đấy. Vì thế mà có thể trong quãng thời gian này, họ muốn ở bên cạnh người mình yêu nhiều hơn bất cứ lúc nào. Tình cảm với người thân khá hài hòa, nhưng bạn có thể phải lo lắng cho thành viên trong gia đình trong tháng này. Tam bích bay về phương Bắc, dự báo trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà. Bạn có thể hỗ trợ gì thì nên nhiệt tình giúp đỡ người ta nhé. Tiếp theo là vận mệnh của cô bác tuổi Đinh Mùi theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Đây là người có tài mưu trí, thông minh và nhanh nhẹn, có đầu óc logic, khoa học, luôn năng động nhiệt tình mọi lúc mọi nơi, tính tình thân thiện cởi mở, hoạt bát, nhưng cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thiếu sự chín chắn và quyết đoán. Người này có số ít của, nhưng bù lại được gia đình hạnh phúc, hòa thuận, cuộc sống vui vẻ ấm no, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chuyện thị phi rắc rối trong đời là khó tránh khỏi, cần hết sức chú ý đề phòng cẩn thận tránh các sự cố không may bất ngờ xảy ra. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 2. Người tuổi Mùi sinh vào tháng này thường sở hữu tính cách nhu mì, điềm đạm, ôn hòa, lại hết sức chu đáo, luôn cư xử một cách đúng mực, có tấm lòng bao la rộng lượng, sống có tình có nghĩa, nên họ có vận số tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Họ là người có danh tiếng, học thức và có địa vị cao trong xã hội, công chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, mệnh số hưởng nhiều phú quý vượng lộc. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3. Đây là tháng tiết thanh minh, cho nên những người mà sinh vào tháng này thường là các nhân vật xuất chúng, tài năng vượt trội, thông minh hơn người. Họ là những con người dũng cảm, nghĩa hiệp và cao thượng, được nhiều người coi trọng và ngưỡng mộ, là người có tài, có trí, dự rằng tương lai ắt làm nên cơ sự đại nghiệp lớn, có vận số tốt, hưởng nhiều phúc vận tài lộc. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch, thuộc tuýp người có học thức và sự hiểu biết. Họ luôn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan, khoa học và thực tế, là người có nghị lực, ý chí dũng cảm kiên cường. Họ can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời, tuy rằng đôi khi có gặp phải tai họa, hoạn nạn và vận may, tài lộc đến muộn, nhưng nói chung vận số khá tốt, con cháu thành đạt, cuộc sống ấm no sung túc, hạnh phúc. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 5. Với tiết mang chủng, hầu hết những người tuổi Mùi sinh vào tháng này có tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên quyết, đặc biệt, họ là những con người có tài lãnh đạo và khả năng quản lý giỏi, mệnh số tương đối tốt, là người có danh tiếng, có quyền lực và địa vị chỗ đứng trong xã hội, vừa có tài, có tâm, lại có đức, tấm lòng lương thiện được người đời nể phục, kính trọng. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6. Người tuổi Mùi sinh vào tháng này có tài trí mưu lược hơn người, họ là những con người nho nhã chính trực lễ nghĩa và luôn coi trọng chữ tín, là người có đầy đủ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, vận số của họ rất tốt, hưởng nhiều phúc lộc, tài vận và gặp nhiều may mắn, cuộc sống thuận lợi, công việc làm ăn suôn sẻ. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu, cho nên người tuổi này là người có suy nghĩ thông thái, mưu trí và tài lược, sống có chí khí và đáng được coi trọng, mọi việc như ý, gây dựng được cơ nghiệp lớn, đón nhiều may mắn, tài lộc, gia đình hương thịnh.
tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8. Sinh vào tháng 8, người này có học vấn, có trí thức, có năng lực trong công việc, được cấp trên coi trọng và đánh giá cao. Do vậy họ thường giữ chức vụ quan trọng với những trọng trách cao cả. Họ là người sống tự chủ, tự thân lập nghiệp, dựa trên chính đôi tay của mình để vươn lên trong cuộc sống, là người có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành, do đó nếu có gặp rắc rối đều có thể tự xoay chuyển được. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 9 âm lịch, sinh vào tiết Hàn Lộ. Người này thường phải trải qua một quá trình gian nan thử thách mới có thể thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, dễ gặp bệnh tật và bị tai tiếng, do đó nên chú ý đề phòng bảo vệ sức khỏe, cũng như miệng lưỡi tiểu nhân, tránh xung đột và rắc rối không đáng có. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10, là người có tài năng, năng khiếu và sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy rằng cuộc sống không quá giàu sang, quyền quý, nhưng nhìn chung vận số khá tốt, sự nghiệp rộng mở, có cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc, cuộc sống yên bình, gặp nhiều may mắn. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 11 âm lịch, sinh vào tiết Đại Tuyết. Người này tuy rằng được hưởng nhiều tài lộc, phúc vận của trời, nhưng số phải trải qua nhiều gian nan, thử thách trong đời, thời trung niên bắt đầu làm ăn phát đạt, cuộc sống hưng thịnh. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 12 âm lịch, sinh vào tiết Tiểu Hàn, tức tứ phía băng phủ, cho nên người này sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống, số mệnh phải sống tự lập, tự chủ, không nhận được sự trợ giúp của người khác. Chính vì thế, để có thể đạt được ước mơ và thành công trong sự nghiệp, người này phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng kiên trì, có sự quyết tâm cao độ, có như vậy thì cuộc sống sau này mới được hưởng phúc sung túc về già. Quý vị thân mến, một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ theo âm lịch, những người tuổi Đinh Mùi có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng. Theo ngũ hành, thổ khắc thủy, nên tuổi Mùi mệnh thổ khắc chế tuổi Tý mệnh thủy. Sinh vào giờ này thường người tuổi Mùi có vận số hao tài tốn của. Nhưng do sao Nguyệt Đức, sao Tốt chiếu mệnh, nên mọi việc xấu đều có thể giải quyết, hóa giải được. Giờ Sửu phải 1 giờ đến 3 giờ sáng. Mùi mệnh thổ, ngang với Sửu mệnh thổ. Cho nên những người sinh vào giờ này thường có suy nghĩ logic và lối sống khoa học, nền nếp. Trong cuộc sống mọi việc đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi, nhưng đôi khi bị hao tài tốn của, dễ mất tiền bạc vào những thứ không đâu. Giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, mộc khắc thổ, cho nên Dần mệnh mộc khắc Mùi mệnh thổ. Do có sao Tử Vi chiếu mệnh, nên những người sinh vào giờ này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc cũng như con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên đôi lúc vướng phải các vụ kiện tụng, nhưng đều được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, Mão mệnh mộc khắc chế Mùi mệnh thổ. Sinh vào giờ này người tuổi Mùi sẽ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh. Chính vì thế mà họ là người có quyền lực, địa vị và có thế lực vững chắc trong xã hội. Tuy nhiên vận số người này không được ổn định. Giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, Thìn mệnh thổ ngang với Mùi mệnh thổ. Do có sao Tốt chiếu mệnh, nên hầu hết những người sinh năm Mùi giờ này có vận số tốt đẹp, may mắn và thuận lợi. Nếu làm ăn xa quê hương, lập nghiệp ắt sẽ nhanh chóng thành công, tạo dựng được cơ nghiệp lớn. Giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, do hỏa sinh thổ, cho nên Tỵ mệnh hỏa sinh Mùi mệnh thổ. Do có sao Dịch Mã chiếu mệnh, nên người sinh vào giờ này có số ly hương, phải rời xa gia đình, rời xa quê hương để mưu cầu danh lợi, cuộc sống không mấy ổn định, phải đi lại nhiều. Giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, do hỏa sinh thổ cho nên Ngọ mệnh hỏa sinh Mùi mệnh thổ. Sinh vào giờ này người tuổi Mùi có một cuộc sống vui vẻ và có cái nhìn lạc quan đối với thế giới xung quanh. Họ biết cách nắm giữ và vun đắp hạnh phúc gia đình. Vì vậy mà hôn nhân của họ luôn kéo dài bền vững theo năm tháng, đôi lúc mắc bệnh nhẹ nhưng đều qua khỏi. Giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhờ có sao Hoa cái chiếu mệnh, nên người sinh vào giờ này là người có tài, có đức, lại được trí thông minh nhanh nhẹn hơn người. Họ là những con người có nghĩa khí dũng cảm và hào hiệp, luôn coi trọng tình cảm, về sức khỏe, dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt do phạm phải sao Thái Tuế. Giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Do thổ sinh kim, nên Mùi mệnh thổ sinh thân mệnh kim, được sao Thái Dương chiếu mệnh, nên công chuyện làm ăn của người này khá suôn sẻ, thuận lợi, mưu sự ắt thành, tạo dựng được cơ nghiệp lớn, may mắn bộn bề. Tuy nhiên người này có vận số cô đơn đơn độc ít bạn bè. Giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Do thổ sinh kim, nên Mùi mệnh thổ sinh Dậu mệnh kim, số của người này không được may mắn cho lắm. Cuộc sống không mấy ổn định, số phận phải lao đao, vất vả và gặp nhiều khó khăn, cần tránh các vụ kiện tụng, xung đột rắc rối. Giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Mùi mệnh thổ ngang với Tuất mệnh thổ, do sao Cẩu Giảo chiếu mệnh, nên người sinh giờ này thường gặp rắc rối, cản trở trong chuyện tình cảm và những vấn đề liên quan tới cuộc sống hôn nhân. Giờ Hợi,
từ 21 giờ đến 23 giờ. Sinh giờ này người tuổi Đinh Mùi có vận số không được tốt, thường xuyên có kẻ chọc phá, quấy rối và hay xảy ra các vụ xung đột tranh chấp, cãi vã. Tuy nhiên nếu có cơ địa vị thế tốt thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Từ trong 5 năm tới, đời Đinh Mùi có bao việc, nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được thì cố đến đâu gia đình cũng khó mà hạnh phúc. 1. Không biết bảo dưỡng thân thể. Nếu bạn không biết chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh, thì sau này đau ốm bạn sẽ tốn kém nhiều khoản tiền ngoài dự tính. Những khoản chi phí ấy có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Thế nên, đời người sức khỏe mới chính là tài sản đáng quý nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, thì bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền chữa bệnh rồi. Hãy biết rèn luyện, cần dưỡng sinh thì phải dưỡng sinh. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, thì mới có thể an hưởng tuổi già được. 2. Không nắm giữ tốt tiền bạc trong tay. Con người Đinh Mùi khi còn trẻ lúc nào sẵn sàng xông pha trên mọi nơi để lập nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền để dưỡng già, để có cuộc sống thoải mái khi tuổi già. Tuy nhiên khi về hưu, thì sức khỏe và tinh thần của tính chủ cũng theo đó mà giảm sút đi. Nhưng có nhiều Đinh Mùi tuổi này vẫn phải bận lòng vì con cái, là cha mẹ. Thì việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái là chuyện cần làm. Nhưng cái đáng nói là nhiều người đang làm việc này quá tay. Họ đem toàn bộ số tiền dưỡng già của mình để cho con cái, mà không giữ cho bản thân đường lui. Có người nghĩ, tiền bạc, nhà cửa rồi sau này cũng để lại cho con cả, nên cho sớm hay muộn cũng như nhau. Nhưng thực tế không như vậy. Bản thân mỗi Đinh Mùi sau tuổi về hưu thì cần phải dưỡng già. Chỗ dựa lúc này là con cái, nhưng chủ yếu vẫn là số tiền đã tích góp từ trước. Hãy biết dự phòng cho bản thân những lúc cấp thiết. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ trao cho con cái quản lý tiền bạc, nhưng rồi sau khi lập gia đình thì con cái bỗng dưng thay đổi. Lúc này mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái. 3. Sống dựa dẫm, phụ thuộc vào con cái. Rất nhiều người nghĩ rằng mình vất vả nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm thì tới lúc mình già con cái phải có nghĩa vụ báo đáp mình. Nhưng thế hệ con cái ngày nay phải lo lắng rất nhiều. Đó là trả tiền nhà, tiền xe, tiền chăm sóc vợ con, rồi chi tiêu hàng ngày. Có những người con không phải họ không muốn báo hiếu, mà là họ lực bất tòng tâm. Sau khi con cái trưởng thành, hãy để chúng tự lập, đừng vướng bận thêm nữa. Việc của bạn là phải chuẩn bị tốt cuộc sống về già sau này của mình. Đừng oán trách rồi đè nặng áp lực lên con cái. Con người vào tuổi xế chiều không cần dựa vào con cái, mà hãy cho phép bản thân tự do làm những điều mình muốn. Quý vị thân mến, có người nói rằng quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước càng bình yên, một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bình bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài, danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không thể đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là tự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người, thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật, quả báo không đến sớm thì muộn. Nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định, khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.